Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loài khỉ đột núi. Loài khỉ đột núi hay còn gọi là gorilla dùng hầu hết thời gian của mình để dành cho ăn uống, và chúng thường ăn rất là nhiều những cái loại cây, côn trùng và những con sâu. Khỉ đột núi sống theo nhóm và được dẫn đầu bởi một con đực. Con đực này thường là lớn nhất và khỏe nhất đàn. Khỉ đột cái sinh sản lần đầu tiên khi chúng được khoảng 10 tuổi. Khỉ đột mẹ thường chỉ để đẻ một con trong mỗi một lần sinh nở, và thường cách nhau 3 cho tới 4 năm chúng mới lại sinh sản tiếp. Đây là phân bố của khỉ đột núi gorillas, chính là vùng màu vàng này.